không chỉ góp phần đào tạo nhân tài có năng lực thực chiến, có tinh thần thay đổi linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục huy động sự đầu tư, đặt hàng của các doanh nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, theo đuổi chiến lược bồi dưỡng nhân tài người Việt, đủ năng lực làm việc toàn cầu. Hi! Tí đây! Tí quay trở lại rồi đây! Mở đầu video như thường lệ, Tí chúc các bạn một ngày vui thật là vui nha! Ai chưa vui thì cũng vui lên nào! Dạo này tình hình kinh tế Việt Nam phát triển như vũ bão, các tập đoàn công nghệ cao tiếp tục đổ về Việt Nam. Nhưng một trong số những khó khăn của Việt Nam là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi Việt Nam đang tìm giải pháp cho vấn đề này, thì Samsung tiếp tục ghi dấu ấn. Lần trước là sự hợp tác đào tạo đội ngũ quản lý. Vừa rồi, ép tìm thấy thông tin, Samsung tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm, đào tạo, nguồn lực chất lượng cao. Wow, thật là tuyệt vời ông mặt trời đúng không các bạn? Sự trợ giúp của Samsung giúp Việt Nam phần nào tháo gỡ khó khăn hiện tại, xứng đáng được một like các bạn nhỉ? Nào, like đi các bạn ơi! Thôi chúng mình cùng vào nội dung chính đi nhé! Tổ hợp Samsung Việt Nam, công ty điện tử Samsung Vina và Tổ chức Tuổi Trẻ Thành Đạt Việt Nam vừa chính thức khởi động chương trình phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus 2022-2023. Chương trình nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ dẫn dắt sự thành công của cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong tương lai. Chương trình Samsung Innovation Campus ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019 và đã mở rộng tới 33 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung. Tại Việt Nam, chương trình cũng đã được triển khai ngay từ năm 2019 và thu hút khoảng 3.000 giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia tính đến thời điểm hiện tại. Trên đà phát triển đó, trong thời gian một năm từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023, SIC 2022-2023 sẽ tiếp tục triển khai các khóa đào tạo và phát triển công nghệ cao cho thêm 3.000 em học sinh, sinh viên và giáo viên trên toàn quốc. Chương trình sẽ cung cấp 3 khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho thanh thiếu niên từ 14 đến 24 tuổi, bao gồm khóa học vạn vật kết nối, Internet of Things, IoT, trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence, AI, dữ liệu lớn, Big Data, và một khóa học kỹ năng lập trình cơ bản, Coding and Programming, CNP. Cùng với các kiến thức chuyên môn, chương trình còn cung cấp nội dung, kỹ năng hướng nghiệp nhằm bổ trợ và nâng cao cho người học. Chương trình được thiết kế trên nền tảng giáo dục, kết hợp giữa kỹ năng công nghệ cốt lõi trong tương lai với các kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc trong thực tiễn. Các nội dung đào tạo này được thực hiện thông qua việc thực hiện khảo sát phân tầng theo các xu hướng phát triển trong các ngành công nghiệp ở từng khu vực khác nhau, kết hợp với nhu cầu tuyển dụng tại các công ty lớn. Học viên khi kết thúc khóa học và đạt kết quả theo yêu cầu của chương trình sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học SIC, cũng như có cơ hội tham gia nhiều hoạt động có giá trị khác của dự án như cuộc thi sáng tạo công nghệ Innovation Tech Challenge. Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ của dự án SIC, giúp các học viên được thể hiện kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương trình. Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu tăng cường tính bền vững khi triển khai, dự án SIC 2022-2023 cũng tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn lẫn sư phạm cũng như bổ trợ khả năng giảng dạy thực tế. Khóa tập huấn cho giáo viên được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu của tập đoàn Samsung cũng như các cơ sở nghiên cứu, trường đại học lớn trên toàn quốc. Phát biểu tại sự kiện, ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho rằng để có thể làm chủ trong thời đại của cách mạng 4.0, khi mà các công nghệ thông tin truyền thông tiên tiến đã bao trùm và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến xã hội, thì năng lực ứng dụng công nghệ số và hệ thống thông tin số là vô cùng cần thiết. Với nền tảng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, chương trình Samsung Innovation Campus sẽ cung cấp các khóa học về công nghệ trọng tâm của tương lai như lập trình AI, IoT, Big Data. Hy vọng rằng, thông qua chương trình này, các bạn trẻ Việt Nam sẽ từng bước trở thành những nhân tài về công nghệ, dẫn dắt của cách mạng 4.0, ông Choi Joo-ho nói. Bên cạnh đó, ông Choi Joo-ho còn giới thiệu về thế mạnh và các hoạt động của Hàn Quốc trong việc vận động đăng cai triển lãm thế giới Expo 2030. Samsung có kế hoạch đưa những sản phẩm công nghệ cao của tập đoàn sản xuất tại Việt Nam trình diễn tại triển lãm, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước. Trong khi đó, ông Kevin Lee, Tổng Giám đốc Samsung Vina chia sẻ rằng, với mong muốn góp phần thúc đẩy ngành ICT, Samsung Innovation Campus
đã được phát triển và tổ chức nhiều năm liên tiếp với nội dung đào tạo cập nhật mới theo xu hướng kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn nhất. Chương trình đã và đang tiếp cận đến nhiều trường đại học, trung học phổ thông và trung học cơ sở trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ tài năng trong lĩnh vực công nghệ, từ đó đề ra những giải pháp toàn diện và thiết thực để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp, ông Kevin Lee nói. Uầy, chắc hẳn nhiều bạn vẫn hơi lơ mơ về vấn đề đào tạo nguồn lực chất lượng cao, lợi ích to lớn của nó, nên em xin phép được giải thích cặn kẽ sau đây. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là đột phá chiến lược. Thảo luận bàn tròn tại phiên thảo luận 2, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh thừa nhận chất lượng nguồn nhân lực thời gian qua tuy đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Để phát triển kinh tế, xã hội bền vững, phải phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng. Đây là một trong những đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong thời gian tới, ông Thanh nhấn mạnh. Theo ông Thanh, thời gian qua chúng ta đã và đang tập trung để có nhiều giải pháp để đẩy mạnh nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, hiện có 6 giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó có chất lượng giáo dục đào tạo, trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị, thay đổi các phương thức giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Thứ hai, đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư, cả doanh nghiệp, người sử dụng lao động tích cực tham gia vào các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng nghề. Thứ tư, xây dựng các mô hình gắn kết với giáo dục nghề nghiệp, với doanh nghiệp và thị trường lao động theo từng vùng, từng địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng đối tượng đặc thù. Thứ năm, đẩy mạnh dự báo nhu cầu về đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt là ngành khoa học và kỹ thuật công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao. Thứ sáu, sắp xếp tổ chức mạng lưới, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức, phân bổ hợp lý cả về cơ cấu ngành, trình độ vùng, miền và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Hay, như vậy thì các bạn học ngành kỹ thuật sắp sửa lên ngôi rồi đó, vì kỹ sư kỹ thuật công nghệ cao đang thiếu trầm trọng rồi. Ai đang học hay vừa nhập học thì cứ chuẩn bị tinh thần, ra trường là được các công ty săn đón nhiệt tình đi nhé. Qua những phân tích trên, chắc mọi người hiểu qua về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có yếu tố then chốt như thế nào về thời đại phát triển xã hội 4.0 rồi. Từ đó cho thấy, việc Samsung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho nước ta không khác gì đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, vậy đó. Cũng thời gian này, nhiều công ty tập đoàn của Nhật Bản thông qua Đại sứ quán Nhật đã tổ chức buổi hội thảo mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề nhân lực. Nhiều đại biểu thuộc Đại sứ quán Nhật Bản, các bộ, ngành liên quan, các trường đại học và các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tại Việt Nam đã cùng tham gia và trao đổi ý kiến về phát triển nguồn nhân lực từ nhiều khía cạnh khác nhau nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy, đào tạo nhân lực tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu về quản lý, làm chủ công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Theo Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige, thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn tạo sự gắn bó, liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam với các công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học ở Việt Nam. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn, hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023, 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023. Thành viên Hội đồng Quản trị Mitani Sangyoko Ltd. Miura Suhai cho rằng nhân lực chất lượng cao cần được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao nhưng đồng thời cần được bồi dưỡng về nhân cách, khả năng lãnh đạo, tổ chức làm việc nhóm, được trao tư duy quản lý, tự chủ và nhất là khả năng thích ứng với sự thay đổi chóng mặt của bối cảnh kinh tế. Ở góc độ khác, Giám đốc Ngân hàng Mizuho chi nhánh Hà Nội Matsunami Keita lại đề cao nhân lực có tính sáng tạo khi nhấn mạnh. Khẩu hiệu tuyển dụng ở ngân hàng chúng tôi là tôi muốn gặp những người không giống Mizuho chúng tôi. Nói cách khác, chiến lược nhân sự mới đã có nhiều thay đổi. Chúng tôi muốn tạo ra môi trường, làm việc sáng tạo, hấp dẫn, mở rộng cơ hội thử thách cho nhân viên. Chúng tôi cần nhân lực tự chủ, kỷ luật, chấp nhận thử thách để thiết kế và xây dựng sự nghiệp cho mình, thấm nhuần tư tưởng học hành và phát triển suốt đời. Còn Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam Furusawa Yasuzuki một mặt khẳng định, sức mạnh phát triển của doanh nghiệp nằm ở yếu tố con người. Mặt khác, đề cao nhân lực có tinh thần khởi nghiệp với thông điệp hãy học hỏi và chủ động thay đổi, hãy nắm bắt cơ hội. Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật Furuta Motu chia sẻ, không chỉ góp phần đào tạo, nhân tài có năng lực thực chiến, có tinh thần thay đổi linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp,
Hiện nay, chúng tôi tiếp tục huy động sự đầu tư, đặt hàng của các doanh nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, theo đuổi chiến lược bồi dưỡng nhân tài người Việt, đủ năng lực làm việc toàn cầu. Với sự hỗ trợ của tập đoàn Samsung, những công ty Nhật Bản cùng với tinh thần học hỏi, cầu tiến của người Việt, ép tin chắc rằng Việt Nam chúng ta sẽ sớm cá chép hóa rồng thôi. Các bạn có chung ý kiến với Ad không ạ? Nếu đồng quan điểm thì hãy like, comment xuống dưới cho Ad biết nha. Chia sẻ và đăng ký ủng hộ Ad nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ad xin dừng video ở đây. Chúc các bạn một ngày tươi không cần tưới. Bye bye!